lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ. Sao con mãi hững hờ, Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ. Sao con mãi hững hờ, Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong mùa chay thánh và đang được Chúa Thánh Thần đưa vào trong hoang địa cuộc đời để tĩnh tâm như Đức Giêsu. Chúng ta tĩnh tâm năm nay với chủ đề Về với lòng xót thương. Về với lòng xót thương. Về với lòng xót thương. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang về với lòng xót thương. Hôm nay là ngày thứ 14. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng hướng dẫn. Và xin anh chị em và các bạn hãy cầu nguyện và mời gọi những anh chị em mà chưa đi tĩnh tâm, chưa đi vào trong hoang địa cuộc đời với chủ đề về với lòng xót thương. Hãy cầu nguyện và mời gọi những anh chị em đấy đến cùng tĩnh tâm và cầu nguyện với chúng ta. Ngày thứ ba, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Nhất là những người mắc những căn bệnh nan y như là ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến và biết bao nhiêu căn bệnh khác. Xin Chúa ra tay chữa lành cho được mau bình phục, được gặp thầy gặp thuốc để họ tôn vinh và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1, sách ngôn sứ Isaiah chương 1 câu 10, câu 16 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Đức Chúa phán, hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Có thấm tựa vài điều, cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo. Miệng Đức Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ta chẳng trách cứ các ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Thanh trì của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thanh ước trên môi. Nhưng chính ngươi lại ghét điều xưa dạy, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao. Này đây ta khiển trách, những tội kia ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Câu tung hô tin mừng. Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 23 câu 1 đến câu 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay cả bài đọc 1 lẫn bài đọc 2 đều nói đến kẻ làm đầu, người lãnh đạo. Bài Xích Sách Ngôn Sứ Hi-sa-ia thì nói: hỡi những kẻ làm đầu Sơ-đom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Tin mừng Đức Giêsu Kitô cũng nói: phần anh em, ai làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Thưa anh chị em và các bạn, người làm đầu, người lãnh đạo, người hướng dẫn, điều mà Chúa mời gọi họ cũng như mỗi một người chúng ta, đặc biệt là anh chị em mình trong mùa chay thánh này, trong lúc chúng ta đang được thao luyện, đang được thử thách, thì Chúa nói hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Rửa cho sạch, tẩy cho hết. Làm sao mình rửa cho sạch tội lỗi của mình? Làm sao mình tẩy cho hết được tội ác của mình? Và làm sao để vứt bỏ tội ác của mình để khỏi chướng mắt Chúa? Theo anh chị em thì làm cách nào được đấy? Lấy gì để mà rửa? Bảo có loại thuốc tẩy siêu để tẩy sạch mọi vết nhơ, áo quần dơ bẩn tẩy sạch mọi vết nhơ. Còn tâm hồn mình thì lấy gì để mà tẩy sạch mọi vết nhơ? Lấy gì? Lấy gì để mà vứt, rửa cho sạch, tẩy cho hết? Mà làm sao vứt bỏ tội ác của ta được? Lấy gì? Cầu nguyện. Lấy gì?
lấy gì để mà rửa cho sạch, tẩy cho hết? Lấy gì? Suy nghĩ thử coi. Lấy cái này keo keo dính này, thế giá này lấy phải lấy ancol mới tẩy được, này thì phải lấy aceton mới tẩy được, cái này phải lấy thuốc chùi kiến mới tẩy được. Còn tội ác của ta, những điều mà làm cho tâm hồn ta bị ô uế, nhơ bẩn, hoen úa, lấy gì rửa, lấy gì tẩy? Quay về với lòng xót thương. Quay về với lòng xót thương. Mà quay về với lòng xót thương, về với lòng xót thương. Mà về với lòng xót thương thì đến gần nơi rồi đấy, đến đúng chỗ rồi đấy. Lấy, vâng, lấy máu và nước, quay về với lòng xót thương, cầu nguyện để máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của ta, rửa cho sạch, tẩy cho hết. Chỉ có máu và nước từ trái tim Chúa mới có khả năng để mà rửa cho sạch, tẩy cho hết tội lỗi của con người. Cho nên quay về với lòng xót thương, về với lòng xót thương, cầu nguyện. Lạy Chúa, con đã xúc phạm đến Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Và chúng ta vứt bỏ tội ác của mình vào đâu? Vào lòng Chúa xót thương. Ở chỗ nào? Nơi chỗ nào gọi là bí tích của lòng xót thương? Bí tích gì? Bí tích gì? Bí tích gì được gọi là bí tích của lòng xót thương? To lên, bí tích gì? Bí tích hòa giải là bí tích của lòng xót thương, ngay tòa lòng thương xót. Chúa Giêsu vừa nói với thánh nữ Faustina, nơi ngay tòa lòng thương xót ta mới vứt bỏ tội ác của ta để khỏi trước mắt Chúa được. Ta không có khả năng, tự mình không thể vứt bỏ được, vì nó đeo bám lấy ta rồi. Tội ác nó đeo bám lấy ta. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, đối với anh em tin lành thì họ bảo là không cần bí tích gì cả, mình chỉ cần xưng thú tội trực tiếp với Chúa thôi. Nhưng mà đừng quên rằng chúng ta là con người có hồn và xác. Linh hồn mình như thế, nhưng mà cái cảm xúc, cảm giác, cảm nghĩ của mình, làm sao để mình cảm thấy rằng là mình đã được tha tội? Chúng ta còn phải ăn, còn phải uống mà. Đói thì phải ăn, không thể tưởng tượng ra để mà ăn được. Khát, không phải tưởng tượng ra cái ly nước rồi hết khát được. Có tội thì phải có ai đó nói với ta rằng tội đã được tha, thì ta mới có cảm giác rằng là ồ, thật là nhẹ nhàng, một lời đó đã tha tội cho tôi rồi. Vậy thì ngay tòa lòng thương xót, bí tích hòa giải, Chúa Giêsu lập ra để cho người ta chạy đến. Và khi người ta xưng thú tội lỗi thì Chúa nói, tội các ngươi ta đã vứt xuống biển, lỗi của ngươi ta đã đạp dưới chân, và hãy về đừng phạm tội nữa, tội còn đã được tha rồi. Trong tin mừng, khi mà tha tội cho ai thì Chúa luôn nói rất rõ là về đi, đừng phạm tội nữa, tội con đã được tha rồi. Cho nên mùa chay này, anh chị em hãy chạy đến với ngay tòa lòng thương xót là bí tích hòa giải để xưng thú tội lỗi của mình. Và hãy quay về với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho sạch, tẩy cho hết tội lỗi của ta. Đây là cơ hội thuận tiện, đây là thời cứu độ. Đừng bỏ phí nữa đi, thưa anh chị em, đừng bỏ phí nữa. Đừng có khất lần khất lừa nữa, khất lần khất lữa. Thôi để mai, để tôi bận quá. Rồi có người viện cớ rằng là xưng tội rồi, lại phạm nữa thì xưng làm gì? Này, ăn cơm chưa? Dạ rồi. Rồi tối có ăn nữa không? Không. Sáng mai có ăn nữa không? Dạ có. Thôi ăn làm gì? Ăn nó lại đói ăn làm gì? Tắm chưa? Chưa. Có đi tắm không? Có. Tắm làm gì? Tắm mai nó cũng dơ, tắm làm gì? Mai tắm tiếp. Rồi mai tắm tiếp. Vẫn cứ phải tắm, vẫn cứ phải ăn. Vậy thì ta đừng có lấy lý do là mai tôi lại phạm tội rồi cho nên là tôi không xưng tội nữa. Xưng tội chưa? Rồi. Lo đi xưng tội đi. Rước lên mình thanh Chúa đi. Đừng khất lần khất lỡ. Nhất là thưa anh chị em, chúng ta đang trong mùa chay thánh này. Đây là giây phút thuận lợi nhất
đừng khất lần khất lữa với Chúa nữa. Mình người ta nợ mình, người ta cứ khất lần khất lữa, mai họ trả, mốt họ trả, mình có chịu được không? Ôi trả đi bà ơi, bà cứ khất hoài, bà nói rồi, bà hứa hôm nay mai là cứ mốt mốt mãi rồi có trả người ta đi, mình khó chịu lắm. Vậy thì tại sao ta lại cứ khất lần khất lữa với Chúa, để mai? Lúc này đây, tôi xin thú lỗi lầm của mình, tôi quyết tâm quay về với Chúa, và máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi, và tôi được trở nên trắng tinh như tuyết. Đây, tội các ngươi dẫu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải đều cũng hóa trắng như bông. Tội có đỏ như son, thực ra còn tội lỗi lắm, còn không dám xưng tội. Nghe, đó là lời cám dỗ của Satan. Thôi, mày tội lỗi như thế này, Chúa nào mà tha cho mày, chỉ có chừng với phạt thôi, chứ làm gì mà có xót với thương. Rất nhiều lần trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, ma quỷ đã cám dỗ Faustina và cám dỗ những người phạm tội như thế. Không, thôi, quay về với lòng xót thương làm cái gì rồi. Ông ấy không có thương xót gì đâu, chỉ có trừng phạt thôi. Không còn hy vọng gì nữa. Không có cơ may nào nữa, không có cơ hội nào nữa thôi. Chót thì cho chết luôn đi. Quay về làm cái gì vô ích. Và đó là điều mà nhiều người ngày hôm nay bị cám dỗ và đã xa trước cám dỗ khi từ chối khước từ đến với ngay tòa thương xót. Tại sao mình dạng như thế? Tại sao mình dạng như thế? Mình đói mà người ta đưa cơm đến có ăn không? Mình khát người ta đưa nước đến có uống không? Quần áo mình rách người ta đưa quần áo mới đến có thay không? Thì tại sao mình có tội mang nặng cái gánh nặng này? Anh mang mấy tấn gạo trên vai, mấy ký, mấy tạ, người thì mấy chục ký, người thì một tạ, nặng dài dạc. Có xe kéo đến, bỏ lên xe, bỏ lên ta kéo cho. Không ạ, con đang khoái khéo ạ, mệt quá, vẫn kéo. Tụi nó anh đứng lại bỏ cái gạo đi, người ta kéo cho mà không chịu bỏ nữa. Dạ, thôi được rồi. Anh thấy nó khùng không? Nó khùng không? Khùng không? Mà tại sao không bỏ đi mà cứ ôm mãi? Còn cười nữa. Bỏ đi ngay tòa thương xót đó, chút vào lòng thương xót Chúa, dìm tội lỗi mình vào trong lòng thương xót Chúa, để tội của ngươi, Chúa nói không phải tôi nói, dầu có đỏ như son ta cũng cho trắng như tuyết, có thấm tựa vải đều cũng hóa trắng như bông. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa màu trong xứ. Vậy mà cũng không chịu nghe nữa. Mà nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch thì phải ăn gươm, ăn giáo. Nghe rõ chưa? Có đùa. Nghe lời Chúa thì được hưởng hoa màu, mà từ chối thì ăn gươm, ăn giáo. Vậy mà vẫn cứ có người cứ từ chối rồi ngồi gặm gươm, gặm giáo rồi cứ không mà đời tôi khổ quá, khổ quá, khổ quá. Tại sao như vậy? Quay về đi. Thì cha còn bận lắm. Thì cha đủ mọi lý do để khước từ việc quay về với lòng thương xót, đủ mọi lý do để khước từ đến với ngài tòa hòa giải, mà cứ vui vẻ ôm gánh nặng mà không chút bỏ gánh nặng đó đi. Ôm làm cái gì? Để khi mà mình thấy người ta lên trước Chúa mà mình không được trước Chúa, mình có thấy buồn không? Có thấy đó là cái thiệt thòi của mình hay không? Mà cứ ôm nó để làm gì? Rồi đêm nay Chúa cất mình về, cái gánh nặng đó, cái tội đó thì làm sao đây? Mình đem theo xuống hỏa ngục. Thì em nghĩ lại cho kỹ đi. Được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Cho nên đây là cơ hội thuận lợi lắm, thuận lợi nhất rồi. Nếu nghe lời ta thì được hoa hưởng dùng hoa màu trong xứ, tâm hồn mình bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, sống thoải mái với Chúa, với anh em. Còn mình cứ ôm khư khư cái tội của mình, không chịu xưng thú, không chịu chút bỏ vào trong lòng thương xót Chúa, không chịu đến
quay về với lòng thương xót để cầu nguyện rồi xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Mình sẽ ăn gươm, ăn giáo đấy. Lương tâm mình cắn rứt, con người mình lúc nào cũng cảm thấy nó âm u, nó tăm tối, nó nặng nề. Thưa anh chị em, Chúa nói với người lãnh đạo là người phải làm gương sáng trong chuyện đó. Và khi mà Chúa nhìn vào người lãnh đạo ngày xưa cũng như ngày nay, thực sự ra Chúa không vui gì khi nói về những người lãnh đạo đó. Có hai lý do khiến Chúa không vui mà tin mừng hôm nay đã thuật lại cho chúng ta. Thứ nhất, những người ấy là người ngôn hành bất nhất. Ngôn hành bất nhất là sao? Tôi nói này, ngôn hành bất nhất là cái gì? Biết không? Nói làm không đúng. Nói đàng làm nẻo là ngôn hành bất nhất. Nói và làm không đi đôi với nhau mà còn mâu thuẫn. Nói một đàng, làm một nẻo. Người biệt phái là những người được đặc cử riêng ra để lo việc phụng sự, lo việc luật lệ của dân chúng đối với Yahweh. Đáng lý ra họ phải là những người mẫu mực để cho dân chúng noi theo. Thế nhưng thực tế lại không được như thế. Họ trở thành muối lạt rồi. Muối đã lạt không được việc gì nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Họ đã trở thành ánh lửa leo lét tàn khói rồi. Ánh sáng của các ngươi phải chiếu rãi ra trước mặt mọi người, để họ thấy việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đằng này ánh sáng mờ nhạt rồi. Lý do không những họ không sống theo lời Chúa dạy, mà còn đặt ra những luật lệ theo ý của mình, rồi để cho những luật lệ đó lấn át cả luật của Thiên Chúa. Bệnh đến mức độ như thế. Ví dụ, luật chỉ cấm nhà nông không được làm 38 việc trong ngày Sa-bát. Luật ghi chỉ có 38 việc không được làm trong ngày Sa-bát. Họ lại tự ý thêm vào những luật khác nữa, tự ý thêm vào để cho việc giữ luật ấy trở thành một cái gánh quá nặng đối với dân, đến mức độ mà Chúa nói hãy đến với ta những ai mang gánh nặng nề. Gánh nặng nề đó là cái ách lề luật đó. Ách của lề luật đè nặng trên đầu trên cổ người dân. Chúa nói hãy đến với ta, ta sẽ giải thoát cho. Mang lấy ách của ta và học với ta. Cái ách của Chúa nhẹ nhàng lắm, chỉ có luật yêu thương. Còn họ thì không biết bao nhiêu luật, một rừng luật, làm cho người dân cảm thấy hết sức nặng nề. Họ trách Chúa chữa bệnh ngày hưu lễ, họ trách Chúa dám đụng đến xác chết, dám đụng đến người phong cùi. Rồi họ trách các môn đệ là dám bứt lúa mà ăn trong ngày Sa-bát lúc họ đang đói bụng. Rồi còn đặt ra luật là phải rửa tay và lau chén đĩa trước khi ăn. Họ giữ từng chi tiết nhỏ về luật theo nghĩa đen, nhưng lại lỗi những luật căn bản của Chúa là luật yêu thương. Và cuối cùng họ dám xúc phạm đến cả chính đấng làm ra lời luật. Cho nên Chúa Giê-xu buồn khi thấy tầng lớp lãnh đạo như vậy. Cái thứ hai là tội mà Chúa cảnh cáo họ, đó là tội ích kỷ, tự cao, chỉ sống cho mình và cho mình là tất cả, lấy mình là trung tâm. Cái tôi của họ lúc nào cũng to tướng, to đùng, cảnh càng. Khi cầu nguyện thì đứng phơi ra phố xá, ăn mặc rầu rĩ, làm bộ đói lòng, rồi mặc áo súng sinh tua rua đi lại, ăn tiệc thì ngồi chỗ nhất, vào ghế danh dự. Tất cả những cái hành động ấy tố cáo con người của họ là những con người háo danh, là những con người mà coi trọng mình, chỉ muốn nâng mình lên mà thôi. Rõ ràng Chúa không hề bằng lòng với cách sống đạo quá vụ hình thức, quá vụ hình thức và quá nệ luật của những người biệt phái và luật sĩ như thế. Và dĩ nhiên của con người chúng ta ngày hôm nay, những người cũng quá chú trọng đến hình thức và quá nặng lề luật mà bỏ quên mất luật căn bản là luật yêu thương, và quên mất rằng là luật lệ phải phục vụ cho con người chứ không phải là con người làm nô lệ cho lề luật. Thưa anh chị em, những người lãnh đạo hôm nay thì sao? Là linh mục, là tu sĩ, là những người lãnh đạo
cao cấp ở trong hội thánh, là cha, là mẹ trong một gia đình, là trưởng một cộng đoàn, là một trưởng một nhóm. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng là những người lãnh đạo. Vậy thì cách sống của tôi ảnh hưởng rất lớn đến cách sống của người khác. Cách sống của chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến cách sống của con cháu mình, của những người bề dưới mình, của những người thuộc hạ mình, những người chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc. Đó là những con chiên mà Chúa trao cho các mục tử có nhiệm vụ chăm sóc. Đức cố Hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận, người đang được làm hồ sơ phong thánh, đấng đáng kính, chỉ cần một phép lạ nữa là có thể nâng lên bậc á thánh, và một phép lạ nữa là nâng lên bậc hiển thánh. Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận trong tập sách Đường Hy Vọng đã chia sẻ về trách nhiệm của người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa như sau. Mời anh chị em lắng nghe. Lãnh đạo không có gương sáng thì được vâng phục mà không kính phục. Có quyền thì người ta vâng phục thôi, nhưng mà không kính phục. Lãnh đạo không có gương sáng. Lãnh đạo chỉ nêu gương sáng trong nhiệm vụ thì được kính phục mà không mến phục. Lãnh đạo nêu gương sáng trong mọi lãnh vực thì được vâng phục, kính phục, mến phục và có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng. Xin Chúa cho trong hội thánh có được những người lãnh đạo như thế. Được người dưới vâng phục, kính phục và mến phục vì nêu gương sáng trong mọi lãnh vực, trong đời sống. Nói với giáo dân, dạy cho những người ruồi dưới thế này, phải thế này, thế nọ, thế kia, thì chính trong cuộc sống của người ấy phải phản ánh được những gì họ nói, họ bắt người khác làm, họ dạy dỗ người khác. Phải nêu gương sáng, nói sau khi làm, hoặc là nói thế nào thì làm như vậy. Không thì đừng nói. Không thì đừng nói. Nói thì quá dễ mà. Bắt người khác khuyên nhủ rồi dạy dỗ, răn bảo quá dễ mà. Khó là làm. Mùa chay là mùa sám hối. Việc sám hối của người lãnh đạo hôm nay đó là không chỉ nói mà còn làm. Không chỉ lo cho dáng vẻ bề ngoài của mình có vẻ mô phạm, có vẻ đạo đức, có vẻ mẫu mực, mà còn phải trau dồi cho cái tâm của mình, cái tâm đạo đức thật nữa. Đừng chỉ có cái dáng vẻ đạo đức bên ngoài, áo mão cân đai bên ngoài, có khi sung sinh, có khi long trọng, có khi đạo mạo, nhưng mà bên trong chẳng có tí đạo nào. Để kết thúc, xin đọc anh chị em nghe trong cuốn Ngụ Ngôn Mùa Đông, người ta đọc được một câu chuyện có thực và hết sức cảm động này. Chuyện nói về Mahatma Gandhi, một vị lãnh tụ chính trị chủ trương bất bạo động, được mọi người dân Ấn Độ tin cậy quý mến trong mọi việc lớn nhỏ, được coi như là vị thánh. Một hôm, có bà mẹ dắt một bé gái đến, khẩn nài Gandhi thuyết phục con bà trừ bỏ tật xấu ăn quá nhiều kẹo. Gandhi trầm ngâm một hồi lâu rồi bảo, thế này nhé, tôi xin hẹn 3 tuần nữa. Bà đưa cháu trở lại đây, tôi sẽ nói chuyện với cháu 3 tuần nữa nhé. 3 tuần sau, người mẹ đưa con trở lại. Lần này Gandhi gọi bé gái đến bên cạnh và ôn tồn giải thích cho em về những tai hại của thói ăn quá nhiều chất ngọt như là kẹo bánh không có tốt như thế nào, như thế nào, như thế nào. Em bé nghe Gandhi nói rõ ràng, mạch lạc, hiểu và quyết tâm từ bỏ thói ăn đồ ngọt, ăn kẹo quá nhiều. Bà mẹ mừng rỡ lắm, rối rít cảm ơn Gandhi, nhưng bà cũng không quên thắc mắc. Thưa ngài, sao ngài không bảo ngay cho cháu cũng những lời khuyên ấy cách đây 3 tuần, mà lại phải đến 3 tuần sau ngài mới khuyên cháu như vậy? Gandhi khiêm tốn thu nhận, nói thật với bà, cách đây 3 tuần tôi không khuyên được. Tại sao lại không khuyên được? Ngài bận lắm mà. Không, vì lúc ấy tôi còn đang mắc cái tật xấu là ăn quá nhiều đồ ngọt, cho nên
suốt 3 tuần qua tôi phải tự mình bớt ăn đồ ngọt đi. Rồi khi mà tôi đã bớt ăn đồ ngọt được rồi, lúc đó tôi mới có thể nói cho cháu bé ấy được. Cách đây 3 tuần, nếu tôi nói với cháu, cháu hỏi tôi, vậy thì còn ngày ngày có ăn đồ ngọt không, thì tôi trả lời thế nào? Chúng ta hãy suy nghĩ và làm cho cuộc sống của mỗi người chúng ta trở thành những người lãnh đạo đẹp lòng Chúa và nêu gương sáng cho mọi người. Mời anh xem và các bạn mở kinh Rước Lễ Thiêng Liêng trang 9 trong sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tủ sách tín thác. Mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, tủ sách tín thác đã bắt đầu từ thứ Hai 25 tháng 12 2023. Mỗi tuần lễ chúng tôi có chuyên mục ấy vào ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Cuốn sách đầu tiên đó là Những Lá Thư Không Gửi. Cuốn sách thứ hai là Con Đường Tín Thác. Hôm nay ngày thứ Ba 27 tháng 12 2024, mời anh chị em và các bạn lắng nghe bài viết mang tựa đề Sao cho họ nên một trong cuốn sách Con Đường Tín Thác. Sao cho họ nên một. Hàng năm vào ngày 17 đến 25 tháng Giêng, trước lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, giáo hội vẫn dành một tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, cầu nguyện cho những người anh em cùng đọc một kinh lạy Cha, cùng tin một Chúa, cùng chịu một phép rửa được hiệp nhất với nhau, không chỉ trong tình thân ái xã giao mà trong một thân mình mà Đức Giêsu Kitô là đầu. Đó là ước nguyện tha thiết của Đức Giêsu trước giờ tử nạn. Còn không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Gioan chương 17 câu 20 đến câu 22. Thánh Phaolô đã khuyến cáo sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo dân Côrintô. Người thì nói, tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo. Kẻ thì nói, tôi thuộc về ông Cê-pha, tôi thuộc về Đức Kitô. Đến nỗi Phaolô phải kêu lên, thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? 1 Côrintô chương 1 câu 12 đến câu 13. Trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới, cuối năm ngồi tính lại sổ đời, nhìn người rồi lại nghĩ đến mình, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất của mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn. Kinh Thánh khẳng định chỉ một Đức Giêsu Kitô, không phải ai khác, đã chịu đóng đinh thập giá vì chúng ta. Chính Đức Giêsu làm cho chúng ta liên kết yêu thương nhau trong một thân mình nhờ cái chết và sự phục sinh của Người. Chúng ta
đang ở trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Chu kỳ của trái đất đến đây là giáp một vòng quay quanh mặt trời. Và như thế là tròn một năm trên trái đất chúng ta đang ở. Những người cao niên đã thấy rõ thời gian đang kéo con người đi theo chu kỳ của nó. Và cũng nhận thấy rằng, đời người thật ngắn ngủi, ngắn như hoặc ngắn hơn một cái chớp mắt nữa. Trong một ngày cuối năm, ông Tản Đà, một thi sĩ thời tiền chiến, khi nhìn vào thân phận mình đã ngán ngẩm mà thốt lên: vèo trong lá rụng đầy sân, công danh ngắn ngủi, có ngần ấy thôi. Ngày đời của chúng ta, danh vọng, tiền tài thoáng qua nhanh như một vệt rơi của chiếc lá lìa cành, nằm khô héo, bất động, cô đơn trên sân nắng. Tuy nhiên, có một sự nghịch lý trong đời mỗi con người chúng ta mà Kinh Thánh đã nói đến trong thư Roma đoạn 7 từ câu 15 đến câu 25, đó là: thực sự ai cũng biết được cái ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ của đời người. Ai cũng biết được cái phù vân tất cả chỉ là phù vân của tiền tài danh vọng. Thế nhưng, éo le thay, không một ai có thể thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của mãnh lực đó. Nó dai dẳng như cái vòi của con bạch tuộc, đeo đẳng cho đến ngày cuối cùng. Khi con người nằm hẳn xuống, không còn cục cựa nữa thì mới thôi. Những tấm gương trước mắt như ông chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước Romani ngày nào, tiền của bạc vàng đã làm ông mờ con mắt, tối lương tri. Khi hai vợ chồng ông bị chết co quắp dưới làn đạn của phe đối nghịch, người ta mới khám phá ra kho vàng bạc của ông còn lớn hơn kho tàng trong chuyện thần thoại Alibaba nữa. Ông Marcos, một tổng thống công giáo người Philippines, sau khi bị thất thế phải chạy sang đảo Hawaii. Khi ông chết, số tiền bất chính của vợ chồng ông được kiểm kê lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Mỗi người chúng ta sống trên cõi đời này, trong thẳm sâu tâm não luôn có hai tiếng gọi. Tiếng gọi của tiền bạc, tiếng gọi của Thánh Thần Thiên Chúa. Tiếng gọi của tiền bạc, có người coi tiếng gọi của tiền bạc như là Chúa của mình, là tiếng gọi của Satan. Còn tiếng gọi của Thánh Thần là tiếng gọi của lương tâm, của thần khí Đức Kitô và là của chính Đức Kitô. Gốc của con người chúng ta là tội. Chìm đắm trong tội lụy, chúng ta dễ nghiêng về, dễ bị cuốn hút về tiếng gọi của tiền của. Cho dù là con người thời cổ xưa hay là con người thời văn minh điện tử ngày nay cũng vậy. Khẩu hiệu của thế giới, nhất là của những người nghèo, vẫn là làm giàu trước hết. Làm giàu trước hết. Vì vậy, không một ai có thể tự mình biết được đường lối của Thiên Chúa ngoại trừ những kẻ được Thiên Chúa gọi. Mà Thiên Chúa thì Ngài gọi hết tất cả mọi người. Đây là một chân lý của đức tin. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah đã nói rõ về vấn đề này, và bài tin mừng theo Thánh Matthew chương 4 câu 16 cũng lặp lại: đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được thấy ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chính loài người chúng ta là những dân đang ngồi trong tối tăm. Xứ sở của thế gian là xứ sở của tham sân si, của mãnh lực tiền bạc, háo danh, háo lợi, ganh ghét, kiêu căng, chia rẽ và hỗn loạn. Ai ở trong vòng kiềm tỏa của những thế lực này là ở trong tối tăm và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cõi lòng của mình. Khi Đức Giêsu Kitô đến,
chính người là sự sáng. Ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi vào trong tối tăm, không phải tối tăm của thế gian chung chung, mà vào sâu thẳm trong tâm lòng mỗi người để xua đuổi tối tăm của Satan ở trong đó ra và kêu mời dẫn đưa người ta vào trong vương quốc của ánh sáng Thiên Chúa. Nếu Đức Giêsu không gọi André, Simon Phêrô, Giacôbê, Gioan, thì các ông này muôn đời cũng chỉ là người trải lưới bình thường, làm bạn với cá tôm biển hồ như trăm nghìn người trải lưới khác. Làm sao mà các ông có thể trở thành những ngư phủ đi bắt lưới người được? Matthew chương 1 câu 18. Suốt chiều dài lịch sử cứu độ, kể từ Adam, không một ai có thể tự mình đến cùng Thiên Chúa. Tất cả phải được mời gọi, lôi kéo. Adam, Eva phạm tội thì chạy trốn và đi ẩn mình trong cỏ cây tạo vật, không ẩn mình vào Thiên Chúa. Thiên Chúa phải đi tìm, đi gọi để cứu Adam và cứu cả nhân loại. Trong suốt lịch sử loài người, Thiên Chúa phải đi tìm, đi gọi từng người, từ Abraham, Môsê, David cho đến các thánh và tất cả chúng ta. Nếu không được lôi kéo thì tất cả vẫn cứ nằm ở trong tối tăm, trong u buồn của Satan và sự chết. Tất cả chỉ là ơn. Nhận thức rõ được sự thật này mới dễ giữ đạo và sống đạo mới tốt được. Không ai dám hãnh diện là mình trưởng thành trong việc sống đạo. Không ai phải tự ti là mình ấu trĩ trong việc giữ đạo. Tất cả chỉ mù tịt trong việc giữ đạo mà thôi. Phải xác tín rằng đạo Công giáo không phải là một tôn giáo đầy dẫy những lý thuyết tốt lành, thần học cao siêu, mà đạo của chúng ta là một con người sờ được, đụng được. Đó là Đức Giêsu Kitô. Ai ở trong con người này và chỉ ở trong con người này thì mới có đạo. Mọi sự cao siêu tốt lành đều chỉ phát xuất từ con người đó mà thôi, con người Giêsu Kitô. Khi con Thiên Chúa bắt đầu rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa thì người đi tìm và mời gọi người ta. Tất cả chúng ta là những người được hưởng ơn gọi như là André, như là Simon. Vì đạo của Đức Kitô là đạo mặc khải, đạo từ trời đem xuống, không phải là đạo từ đất mọc lên do con người sáng chế ra. Thiên Chúa có mặc khải cho ai thì người ấy mới có được đạo. Như chính Đức Giêsu nói, Cha ở trên trời chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Nhưng ở trần gian này, từ Adam đến con người cuối cùng ngày tận thế, chẳng có ai bé mọn. Chỉ có con người từ trời xuống là Đức Giêsu mới là người bé mọn trước Cha là Thiên Chúa. Vì thế, chỉ có một Đức Giêsu là người có đạo đích thực và giữ đạo hoàn toàn tốt lành trọn hảo. Còn tất cả chúng ta giữ đạo một cách méo mó, dễ bị phân hóa, chia rẽ, bè đảng. Ai cũng mong tìm vinh dự, tranh đấu cho quyền lợi, ảnh hưởng của nhóm mình, của tổ chức, của đoàn hội mình. Không ai chịu nhường ai. Cánh nào cũng muốn chơi nổi, không chịu xấu đều hơn tốt lõi, rồi đi đến chỗ đoàn kết để chia rẽ. Như thế, vô hình chung, chúng ta đã loại trừ nhau, không nhận nhau là anh em, mặc dù miệng vẫn rộn rã đọc, lạy Cha chúng con ở trên trời. Như thế chúng ta không biết Cha mà cũng chẳng biết con, làm sao chúng ta giữ đạo? Đức Giêsu nói, không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Matthew 11 câu 27. Vậy tất cả loài người không trừ một ai, muốn giữ đạo cho đích thực
muốn hiệp nhất yêu thương, phải giữ đạo, phải hiệp nhất với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Trong những ngày cuối năm và trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất này, xin Đức Giêsu Kitô cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng trên mặt đất này, dù giàu có, vinh quang hay nghèo hèn khốn khổ, tất cả chỉ nằm trong hai thế lực. Một là thế lực của tối tăm chia rẽ do Satan điều khiển. Hai là mãnh lực của sự sáng hiệp nhất trong quyền năng của Đức Kitô phục sinh. Hôm nay, tuy là Kitô hữu, nhưng tôi đang chịu dưới quyền điều khiển nào? Đức Giêsu phục sinh đang làm chủ đời tôi để tôi biết sống hiệp nhất với anh em? Hay là mãnh lực tiền bạc, kiêu căng, danh vọng, đam mê thế gian làm chủ tôi để tôi gây xáo trộn, chia rẽ, phân hóa và xa rời anh em? Hay ông Giacobbe André đã làm môn đồ của Đức Giêsu rồi mà còn đặt mình dưới sự điều khiển của tiền bạc và danh vọng? Xin Thầy cho anh em chúng tôi một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu trong vinh quang của Thầy. Ông Phêrô, đại đệ tử, môn đồ số 1 của Đức Kitô mà còn đặt mình dưới quyền điều khiển của Satan, Đức Giêsu phải lớn tiếng mắng ông: Satan, lui lại đằng sau Thầy. Chỉ đến khi tất cả các ông khiêm tốn quỳ xuống, mở lòng ra đón nhận lấy thần khí Đức Kitô, để Đức Kitô làm chủ đời mình, lúc đó các ông mới hết loạn quạ, mới biết sống hiệp nhất, mới trở thành những người Kitô hữu đích thực. Ngày Tết dân tộc sắp tới, là một Kitô hữu, nếu nằm trong ánh sáng Đức Kitô, tôi sẽ ăn một cái Tết tưng bừng vui vẻ, tràn đầy hồng ân và tình thương của Đức Kitô và của mọi người, trong tình hiệp nhất yêu thương nên một với nhau. Ngược lại, cho dù là một Kitô hữu mà tôi lại nằm trong tối tăm của Satan, thì tôi sẽ ăn một cái Tết xa xỉ, kiêu căng, trong bánh ngọt rượu hồng, trong ăn nhậu say xỉn, trong bài bạc và trong chia rẽ ganh ghét bè phái, mà mãnh lực thế gian sẽ đưa dẫn tôi đến. Như thế, chắc chắn sự bình an sẽ không có ở đó, vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ hiện diện trong những mầm mống cạnh tranh chia rẽ đó. Và ơn gọi Kitô hữu của tôi không phải để làm những việc đó. Lạy Đức Kitô Giêsu là ánh sáng, là nguồn bình an và là sự hiệp nhất yêu thương của con, của mọi gia đình, mọi cộng đoàn chúng con. Xin làm chủ tâm hồn, làm chủ gia đình, làm chủ cộng đoàn chúng con trong những ngày cuối năm và trong những ngày Tết sắp đến đây. Amen. Hãy đến với lòng thương xót Chúa,
được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tội con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa ôi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thác lời Ngài hồn con mãi bình. Tin thắp nơi Ngài hồn con.